kinh hoàng lễ hội rước dương vật của đàn ông hàng năm diễn ra tại Nhật Bản. Chào mừng các anh chị đã trở lại với kênh G-Series, chúng tôi sẽ mang đến cho anh chị những thông tin thú vị nhất về thế giới vũ trụ bao la xung quanh chúng ta. Như đã hứa ở video trước và giải đáp cho sự tò mò của nhiều thính giả. Hôm nay ban biên tập chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thông tin thú vị về một lễ hội kỳ lạ, nổi tiếng ở Nhật Bản. Lễ hội dương vật Kanama Yamatsuji Nhật Bản. Trên thế giới có nhiều lễ hội tôn vinh tín ngưỡng phồn thực giống lễ hội linh tinh tình phộc. Ở Việt Nam, điển hình là lễ hội rước của quý bằng thép ở Nhật Bản nhằm tôn vinh sức mạnh của bộ phận sinh sản nam. Nhiều người có thể thắc mắc tại sao người Nhật lại tôn vinh của quý thép. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Edo, 1603 đến 1867, có một con quỷ răng nhọn phải lòng một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô này không đáp lại tình cảm của nó, mà quyết định kết hôn một người đàn ông khác. Con quỷ giận dữ đã chui vào bộ phận sinh dục của cô gái và dùng răng nhọn cắn đứt cổ quý của chú rể trong đêm tân hôn. Khi cô gái tái hôn, con quỷ ghen tức tiếp tục cắn đứt của người chồng thứ hai. Thương cảm cho cô gái, dân làng bày mưu lừa con quỷ. Một người thợ rèn chế chiếc cổ quý bằng thép để cô gái đưa vào người. Con quỷ bị gãy hết răng khi cắn phải vật này, nên đã phải rời khỏi cơ thể cô gái. Sau đó, truyền thuyết này được tưởng nhớ bằng cách đưa một cổ quý bằng thép vào đền Kanazama, nơi thờ Kanazama Hikon Okami và Kanazama Himen Okami, hai vị thần của sự sinh nở và sức khỏe của bụng. Đền Kanazama sau này trở thành nơi các cô gái mại dâm đến cầu nguyện để mong được bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng đến đây để cầu khấn đường con cái. Du lịch Nhật Bản vào những ngày đầu tháng 4, ngoài lễ hội hoa anh đào, du khách còn được tìm hiểu về những nét văn hóa độc đáo trong lễ hội dương vật Kanama Yamatsuri. Hơn nửa thế kỷ qua, lễ hội rước của quý ở Nhật Bản hay còn gọi là lễ hội Kanama Yamatsuri diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của tháng 4 hàng năm tại đền Kanazama thuộc thành phố Kawasaki. Hơn 50 năm qua, nét văn hóa độc đáo này đã gắn liền với người dân Kawasaki nói riêng và người Nhật nói chung. Lễ hội kỳ lạ này khiến không ít khách du lịch đến Nhật Bản đỏ mặt ái ngại, nhưng người Nhật lại hào hứng tham dự, họ coi đây là dịp cầu may. Không chỉ Kawasaki, một số địa phương khác như thành phố Komaki, tỉnh Aichi cũng diễn ra lễ hội rước dương vật tại đền Takata mang tên Honen Matsuri. Năm nay, lễ hội ở đây diễn ra ngày 15 tháng 3, thu hút hàng nghìn người tham dự. Lịch sử ghi nhận, lễ hội Kanama Yamatsuri lần đầu được tổ chức tại Kawasaki vào năm 1969. Năm nay, lễ hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 4. Theo truyền thống hàng năm, người dân địa phương sẽ thực hiện lễ diễu hành và rước dương vật khổng lồ bằng thép khắp các ngả đường trong thành phố. Vào ngày lễ hội diễn ra, khắp đường phố đều xuất hiện hình ảnh của quý, từ đồ ăn bán trên đường như bánh, kẹo mút, đồ chơi, đồ lưu niệm đến đồ hóa trang của du khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những điều hữu ích nhất. Bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.